Ở mấy cái hốc này là à, có đồ lắm này. Là rắn thôi. Quyền tinh thể mọi người. Nằm dưới nước. Nhiều khi mấy cái viên đá là người ta đập á, người ta quăng thế đó. Người ta lấy mấy viên đá đẹp mà lấy ra. Còn những đá cùi bắp như vậy là người ta dục. Người ta không có lấy. Cây tàu bay này. Cây này nấu canh ăn ngon lắm nè. Nấu canh. Nó tàu bay nấu canh nha. Cuối giờ này nước nó cạn dần rồi, cuối mùa mưa. Viên gốc của thạch anh này, nhìn này có màu vàng đẹp lắm. Chắc là cứng. Đập không bể à. Cái hốc này. Lời đá nó là cứng. Nhiều khi cái viên đá mình càng đập càng bể nó không bể. Mà cái viên đá không cần bể nó lại bể. Thì nó không có độ cứng, viên đá kia nó là bể. Đây có mùi lách. Thank you.
bên này nó không có viên đá mới nào lộ ra nè. Đây, đây, đây. Cái này cái này mọi người. Cũng đó cũng là thạch anh bình thường à, không có gì gọi là quý. Kim mấy viên tóc vàng á, đây này. Thật to tiền quá cầu được. Đang có một cái hàm ếch này, nó bị sạt lở, nhưng bên trong không có đá gì, không có đặng có thấy cục đá nào mà mắc lại lộ ra. Bom nặng khít. Trong là suối này chẳng có gì giá trị. Chào mọi người. Chào mọi người tiếp theo.